đang mang bầu, nữ quái vẫn đi lừa hàng tỷ đồng. Chiều 21 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án. Khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cho gia đình bảo lãnh đối với Triệu Thị TV, 38 tuổi, quê ở tỉnh Ninh Bình, chỗ ở tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định, V vốn có mối quan hệ quen biết, làm ăn với vợ chồng bà Nguyễn Thị L và ông Đinh H, cùng 65 tuổi, chú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Do làm ăn thua lỗ cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2023 đến ngày 22 tháng 12 năm 2023, V đã đưa ra thông tin gian dối là mình có thuê được kho hàng trên khu công nghiệp Hòa Cầm, đồng thời để tạo lòng tin. V lấy điện thoại ra đưa hình ảnh, có các hàng hóa như bia, nước ngọt và có xe đang ra vào nhập hàng với số lượng lớn. Ngoài ra, đối tượng còn đưa ra một số mặt hàng hiện đang có và đề nghị cung cấp cho vợ chồng bà L với số lượng lớn nhưng giá thấp hơn với giá thị trường. Trong những lần gặp gỡ, V nói dối là mình có kho nên bà L yên tâm, cứ chuyển tiền mua hàng giá tốt rồi gửi lại kho. Khi nào cần cứ báo, V sẽ chở hàng về đến nhà cho bà L bán. Tin vào lời của V, trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2023 đến ngày 22 tháng 12 năm 2023, V đã nhận và chiếm đoạt hơn 1,38 tỷ đồng của bà L. Sau khi phát hiện sự việc, V đã khắc phục được hơn 85 triệu đồng, hiện còn nợ vợ chồng bà L. Số tiền hơn 1,29 tỷ đồng. Theo khai nhận, toàn bộ số tiền chiếm đoạt được về sử dụng để tiêu xài cá nhân và trả nợ cho những khoản vay đã vay mượn trước đó. Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án. Khởi tố bị can và cho gia đình bảo lãnh vì đang mang thai đối với với Triệu Thị TV về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.